Mến chào các anh em yêu mai vàng trên cả nước đang xem kênh Chợ Sài Gòn nha. Ở đây là quang cảnh ở vườn mai Huỳnh Tú. Hôm nay 16 tháng 5 âm lịch, qua tham quan vườn mai anh Tú nha. Chào anh Tú nha. Rồi, chào anh em xem kênh Chợ Sài Gòn ha. Rồi, bữa nay có câu hỏi khó nè, cho anh nghe cái clip này nha. Đây, bây giờ câu hỏi này là của anh Ngọc Quang, là ảnh hỏi dùm tình trạng những cây cây này có cách nào cứu không, thì ảnh có gửi một cái clip thì cho anh cầm Hello, em đi. chào bạn Hồng. Nay cái dịp video này nó có tình trạng này cho mình hỏi, vừa đang Anh vừa để mình hỏi thẳng nè. mấy bạn tiền bối á, vườn mai Xuân Phương, Quỳnh Tú, anh Út xem thử tình trạng này mai của mình như thế nào. Đây là vườn mai của mình trồng tổng cộng là 5 năm rồi. Nói chung là từ 5 năm nay là 4 năm trước là không sao. Nay bị đầu là mình có dùng cái loại thuốc rụng lá me, thì tình trạng nó cháy hết một phần cây me, là me trồng đất Chắc 5 bình năm định nha, trồng đất ở đây là ở Quảng Ngãi. nghe Chung là mình có cái clip này thì cứu không được, buồn quá, cho nên quay nhiều em hỏi dùm mấy, nhất là vườn me của bên Bình Lợi của Quỳnh Tú là anh Xuân Phương á đó. Đó, những me nó khỏe được nói nó toàn khỏe quanh nha, luôn những đó. cái me nó không khỏe được nó cháy này, là tình trạng này nó vẫn ra đó này, ra lá me này rồi nó khô cháy luôn. Đây những cây cháy, đây cây có thể cây có thể cháy, có thể cháy này, ra lá này, đọt non lá me này nha, nhưng vẫn cháy nha, thì rễ co rễ nó khô rồi rất là nhiều nha. Đây này, cây cháy đây, đây ra lá non rồi quéo rồi khô. Cháy này ra cháy không cứu được, tại vì nó cháy của mình không có cứu được, là nó cháy dưới rễ cháy lên. Lý do mình dùng cái thuốc dùng lá me này, này tại sao mà những cây khô cháy kia, những cây khô cháy này me là trong 5 năm tuổi rồi, trong 4 năm trước mình không đụng tới nó với côn tàn rồi nó lên rất là khỏe, thì me trồng đất mà này, trồng đất này những cây nó khỏe được này, nhưng mà năm nay là do mình dùng cái loại thuốc để rụng lá me để mình cho nó rổ bông gì rồi năm rồi. Đây nhổ bông đóng đây, chắc chữ rồi cháy rất là nhiều nha, ghê ha, một phần nhiều rồi cách nhiều cháy à. hết, cháy từ rễ dưới lên này, nhổ rất là nhiều, nhổ cháy đông này. Rồi mấy anh bạc tiền báu có cách nào cứu không, tại sao những cây nó ra đó là vẫn cháy như thế này, cây này này nó ra đó vậy là phải cháy nha, không phải sống nha, ra đó vậy là nó khô rồi nó cháy luôn này, chứ không phải là ra đó vậy là nó sống đâu. Thì có nhiều cây nó cháy rồi đây này, cây đây nó ra đó khô cháy này, những cây này nó mạnh được nó ra được nó to giờ nó sống, cây nó khô cháy nhiều đây, tức là dài vẫn dài có như cây thế này, sống á, nãy cháy rất giờ là nhiều nha, rất nhiều đó, nãy giờ có con cây nó đã sống cháy rồi. hết này. Đây là lá khô cháy đây này, ra lá rồi đó non là lá lá me, kiểu lá me lá nhỏ rồi khô tự động khô cháy luôn, không cứu được, không dùng thuốc gì, tại vì mình coi thử cây một thí nghiệm một cây thử đâu là cái rễ nó cháy trước nghe chưa, là tại dùng thuốc giải có cách nào cứu không, thì những cây nó đâu còn vẫn còn sống mà nó yếu á, những cây nó khô nó cháy là bỏ Đây để mấy rất anh là em nhiều, nghe nghe hết cái clip bỏ này nè. một phần giường này, một phần á này khô chết thấy không, nó khô dưới rễ khô lên là không cứu được, tại vì bấm rễ khô lên không cứu được cháy hết này. Đầu mình đây cái clip này lại hỏi dùm Hồng, hỏi dùm mấy ông bạc tiền bối chứ dùng dùng cái thuốc mà để rụng lá me đó là nó có cái tác dụng của nó rụng lá me và có hạn như vậy đó, để mình có thể cứu được những cây nó còn sống. Cái này ha, cái này cái khô luôn á này, trong nó ra đỏ chứ không phải không ra, nhưng mà nó ra là nó chết. Giờ đây để mình quay cái thuốc trộn lá me đây, còn đây xài mua tại thuốc Bình gì nữa, Lợi luôn nha, mua bên lại luôn kìa. nhiều lắm, ở dưới nó số là nó khỏe được, nó khỏe nó tốt này không, Đó là số ảnh là nó mua khỏe thuốc không được nó chết, ở chết ở rất là làng nhiều, Mai Bình Lợi luôn. số khỏe được là tốt đó, số nào nó gượng là được nó tốt, còn số nào nó yếu giờ là nó chết. Đâu để coi ảnh thuốc gì đây. Giờ đây đây là thuốc đây ở Bình Lợi gửi gì cho mình vẫn còn nha, này trộn lá me này một lại này, pha một lại này, liều lượng người ta chỉ mình hướng dẫn pha đúng liều lượng người ta chỉ thôi, nhưng vẫn cháy nha. Ngộ người ta.
Này heo lại này. Forest ít bàn. Đầu lại thứ qua là chứ nên nghĩ mình cái này là phân ure rồi. Phân ure này. Hay là người gió. Ta hướng dẫn mình pha liều lượng mình pha giống như vậy mà vẫn tới tới rất là nhiều. Bỏ mấy anh để coi, nhưng mà mấy anh tiền bấu mà chuyên dùng thuốc trộn lá me đó, anh cho dùng me mình lại đó, dùng nhiều nhất. Thì à, mà hỏi anh Út cái kinh nghiệm trong Nam, trong làm trồng mai thứ mình có cách nào cứu không? Để mình cứu những cây nó còn sống á. Còn những cây cháy là mà không có nó á. Sao chào em nha. Đó. Hello, chào bạn Hồng. Giờ đó. Thứ nhất là cái kiểu mai anh kêu những cái thuốc mà anh sử dụng đó. Hồi nãy vừa mới định gọi cho anh hỏi thuốc gì à, mà trong cái clip anh nói luôn rồi. Cái thuốc rụng đó mai nếu mà xịt vô chết là chỉ chết một phần nhỏ thôi. Qua đây cho nó sáng nè. Phần nhỏ chứ không phải là do cái thuốc xịt tới mai đâu. Tại mà vườn mới đất mà. Tại hồi năm rồi, năm trước nữa cũng có những vườn bị nữa là xịt thuốc rụng lá, lặt bông xong bán không hết, bắt đầu mới xả tàn trễ rồi hoặc là xả tàn lơi quá cũng chết nữa. Cái vườn đó là do để thằng đấy là đâu có xả sâu đâu, nguyên tàn mà à, đúng không? Đúng rồi, nguyên tàn hầu như là chỉ có vuốt bông ra cái để cho ra lá luôn đó. Cái cây mai mình chơi bông mà để cho nó nguyên tàn vậy mình dưỡng lại nó khó dưỡng lắm. Còn tình hình chết thì năm nay là mai chết nhiều. Cái vườn mai bọc phải cũng có chết mớ kìa. Cái gì? Dù hả? Thứ nhất là coi như là theo anh Tú là thứ nhất là xả tàn lơi quá, không có xả sâu đúng không? Gì đó như là không xả tàn luôn á. Không xả tàn. Để nguyên tàn vậy là suốt bông đó, để cho ra lá. Mà thời tiết năm nay nó nắng quá đó à. Ra lá non quá đầu quỵ nắng quá cái trái lá ra riết nó rụi khô nhựa chết luôn, tụt nhựa là một nguyên nhân đó. Ừ. Hồi đó giờ anh có xài cái thuốc rụng lá mai đó chưa? Anh đâu có làm bông tết đâu mà anh có thấy dưới bình luận tôi xài cái thuốc đó nhiều không? Tại anh nói thuốc rụng lá mai giờ nó nhiều loại lắm, anh mua anh để cái luôn cái hiệu đó luôn đó. Thuốc rụng lá mai thì có người thì tự pha là xài ba cái kali với lại ure, có người thì mua đô la cộng rụng lá, rồi có người thì xài thuốc hồi nãy đó à. Nhiều loại lắm, tại giờ thuốc rụng lá mai bán đắt tiền quá mà công ty nào mạnh tranh đua nhau đang làm bán mà à. Nhưng mà hồi nãy em thấy trong cái thành phần của ảnh là có cái ure nữa. Cái ure thì cho vô đặng cho nó cháy lá lẹ đó, là thành phần đạm á. Mà tức là nó muốn làm rụng lá vậy là phải cho ure lô vô mới nó mới giữ hả hay sao anh? Ừ. Còn không xài ure là có cái thuốc đó ure không thì nó không? Chậm lại chút. Nó chậm lại chút hả? Ừ. Nó như có người thịt cỏ là 1 kg ure rồi 1 kg kali pha 2 vũ nước là xịt cỏ là có chết luôn nè. Sáng chiều trái nè, anh thử rồi nè. Là anh cũng có pha ure á. Ừ. Ure nhưng mà cái đó là áp dụng cho lá mai thì nó nguy hiểm. Nói chung cái đó thì mình không có rành khi mình nói bậy với công. Nhưng mà cái nguyên nhân là do cái mai là bông mà để nguyên tàn vậy á. Ừ. Mà năm nay gặp thời tiết nó không thuận. À. Thì nó bị chết. Nếu mà thời tiết như năm rồi thì không có chết. À. Năm 23 á. Chứ từ 23 rồi trước á là không có chết. Như cái mai anh bình thường vậy xả tay thuốc chết nè. Cũng vậy hả? À? Giống vậy á. Cái nào anh? Vườn này cũng có bị mấy cây nè. Mấy cây luôn hả? Ừ. À, quay cho anh em xem quang cảnh trên cao ở vườn ảnh nè. Mà nãy giờ anh coi cái clip đó anh thấy có thấy kỹ chưa? Thấy. Đồng mai anh không thấy tặng. Nguyên nhân nó còn... do cái gì không ngoài cái mà xả tàn nguyên nhân là ảnh sẽ thuốc rụng lá sổ bông mà nhiều khi là sổ bông tết ảnh chơi tết mà ảnh có súng sổ bông kịp hay không nữa khi anh để nó đóng hạt nữa. Bình thường nếu mà làm bông tết á là cái mai bán không hết còn lại á là ăn tết sau mùng 2 mùng 3 là người ta cầm kéo người ta xả bỏ rồi
Làm cho giữa cái mai không mất nhựa. Như trong cái clip đó thì đúng là anh còn để còn nguyên nguyên tàn á anh em. Còn mai mai anh vẫn chết, mà chết không nhiều vậy, tại do thời tiết nó hôm nay nó khắc nghiệt, nó nóng nè, nó mặn nè. Rồi xả tàn ra cây mai nó đi đọt không kịp á. Rồi nó sổ bông xong rồi nó ra đọt lá nó bị trái á. Chết mớ á. Anh chết mấy chục cây á. Là anh cũng bị kiểu vậy luôn á. Rồi nhưng mà ít hơn. Cái vườn này thì chết ít nè. Tại vườn này cái hồ nước này nó ít bị mặn hơn. Đồ mặn nó có chấm mấy à. Bởi anh đang xử lý đem cái hồ về đang xử lý cái nước giếng bơm lên lọc đang xả đề tưới nè. Thang mặn nè. Tại anh chưa bị lần nào. Mỗi lần mình bị là mình có cái kinh nghiệm mà. Ngoài cái lý do mà ngoài lý do đó còn lý do gì nữa không anh? Theo anh á. Ở ngoài thì chắc anh không bị không có bị nước mặn rồi, mà do bị nắng nóng quá đó. Năm nay hầu như là vườn nào cũng chết nhiều lắm. Quá chung nhiều à. Nhưng mà ảnh trồng cái vườn bự vậy không lẽ là anh không biết mà xả tàn ấy. Ảnh trồng mai sao anh? À. Mà anh trồng mai này 8 năm mới bị năm nay. Mà ảnh mới có 6 năm à. Đúng không? Dạ. Thì anh còn chưa bị mà. Thì mới bị hôm nay nè. Năm nay mới bị luôn á. Ừ. Thì hầu như là những người trồng mai ở đây từ xưa giờ mới bị năm nay nè. Mấy năm trước rồi, 2-3 năm trước nó vẫn có mặn nhưng mà nó không bị nóng. Mặn nhưng mà nó nhiệt độ nó không có lên dữ vậy. Năm nay nó mặn mà lại nhiệt độ lên 4 mấy độ lận. Coi như là theo anh Tú là nó không phải do thuốc. Thuốc dụng lá thì xịt vô nó phải chết, nhưng mà chết phần nhỏ thôi. Chứ không nó vẫn chết có gì chết vậy. Đúng không? Ừ. Mà có chết. Chết giống như cái đó là chết hàng loạt rồi phải không? Còn cái mai đó là cái mai trồng vườn còn nguyên chưa bứng mà thì khó chết lắm. Ừ. Thuốc rụng lá mình xịt thuốc vô mai vườn rồi mình bứng lên mình chết tết xong sau này khả năng chết nó cao. Còn mai đó là mai vườn chưa bứng mà. Bởi làm mai mà chơi tết xong á là phải xả tạng cái đi. Là mình dưỡng cái cây cho khỏe đi rồi mình làm lại chứ đừng để dần tàn lớn quá. Có khi nào là anh phá u rê do đó là nó bị ngộ độc không? Không, có người xịt tới kali luôn mà vẫn không sao hết. Ừ, pha kali luôn á. Như mà là nếu một... nói với anh vậy là cái cây đó hết cứu rồi. Thì cái đó vàng đó là hết cứu rồi, giờ nhổ lên cưa nữa thì cưa bữa nay trong vòng 5 ngày sau là đen đầu liền. Mà như vườn bển anh có nhổ qua 2 cây rồi. Cưa xuống cho tới cái mặt cắt là nó hết bị tụt nhựa là da còn sáng luôn á. Đem vô đây 3 ngày 4 ngày sau là đen đầu luôn, xong luôn, chết luôn. Chết luôn. Bởi giờ đâu cứu nữa. Tại cây mai đó là giống như nó bị ung thư thì cuối à. Ghê ha. Giờ có cứu cũng chết nữa. Nhà nào chết để cho chết. Mà nhìn cái vườn ảnh thấy xót quá. Cái vườn anh bệnh giống vậy mà. Anh cũng bị y vậy luôn. Ít hơn. Nhưng mà cái nguyên nhân của anh là cái gì? Nguyên của anh là do bị tưới nước mặn. Thứ hai nữa là xả tàn trễ nắng nóng. À. Là cây mai mà nó sổ bông ra, bắt đầu nó ra lá. Ra lá mà nó ra xong bị nắng nóng á. Ừ. Cộng nước mặn lên là lá non nó bị cháy luôn. Nó có ra lá me không anh? Nó chết luôn chứ không ra lá me. À. Tại anh mới xả tàn đây mà. À. Còn cái vườn đó là xả tàn trước. Ừ. Nên nó ra lá me một thời gian mới chết. À. Tại ảnh là chưa tết xong là đã ra lá non rồi. Ừ. Lá non xong rồi ảnh mới dưỡng nữa thì tới nắng này nó mới tụt nhựa chết. Nhưng mà vườn ảnh, nếu mà ảnh xả tàn thì không đổi đâu. Để ngoài nước ngọt mà. Nếu bây giờ coi như là ảnh nói sợ là ý ảnh là muốn nói muốn hỏi là có phải do là cái thuốc xịt lá mai không? Nếu mà không phải thì ảnh may ra là có cơ hội cứu những cây chưa chết. Đúng không? Cái cây của ảnh giờ á là chỉ có nước giờ đem cưa vô cưa đi. Cưa cho cái chỗ nào mà nó hết tụt nhựa á. Bắt đầu là mới đem vô ngâm kích rễ xử lý đó xong vô chậu để trong mát tuần lễ mà nó cái đầu nó còn tươi là bứng lên luôn á ha. Ừ, chứ để đất là chắc chắn chết.
Còn nếu mà không để vô mát thì mình đem lưới lan ra mình che nó được cũng được hả? Che cũng được. Là để dưới đất luôn nó mạnh hơn chứ. Cái rễ của nó tổn thương rồi. À. Tại cây mai, một khi cây mai mà nó bị xuống lá là nó bị hư một phần rễ rồi. Dạ. Mà mình không bấn lên, không sửa phần rễ nó bỏ là nó sẽ bị lây. À. Giống như tiểu đường mà cắt một ngón là ta phải cắt hết luôn cái chân. À. Là chặn cái đường đi. À. Giống như cái bọc xốp á mà nó bị tét rồi mình cắt cái vòng tròn cho nó không tét nữa. Ừ. Mà mình để vậy là cái miếng nó xé hoài. Là tuột vô tuột. Cắt bỏ. Cái mai chết nhiều lý do lắm, nhưng mà năm nay thì cũng có một cái bài học rồi. Năm nào cũng có cái bài học hết. À. Năm nay anh chỉ chết cái dạng mai bồn thôi, chứ mai đất không chết. Mai bồn mà còn bị chết nữa đó. Tại mai bồn mình nói chung thì nó không chết mà mai bồn nó lại bị chết trong đỉnh. Vậy còn cách nào mà cuốn nữa không anh Tú? Thì chỉ có cách là giờ nhổ lên cưa ra xong mình xử lý phôi. Rồi mới ngâm sạc thôi, xuống sạc thành phôi á. Hả? Cho tôi sạc xuống thành phôi. Hồi bữa anh có cứu hai cây thì cái cây mình mua 5 triệu đúng không? À. Với một cây mà giống của anh nữa. Ừ. Y chang luôn, cũng đang lá me, cũng trái lá luôn. À. Nhưng mà cây đó cây mà giống nên anh đã cứu kịp. À. Là xả sâu vô, bắt đầu chắc keo. Chắc keo xong mình sửa để ngâm cho nó khoảng 2-3 tiếng gì đó. Ừ. Trồng xong chùm bọc cái lông. Ừ. Trong vòng tuần lễ là nó xị mầm. À. Là tới nay nó khỏe, nó sống rồi, nó mạnh luôn rồi. Rồi cái cây mình mua 5 triệu nó cũng yếu đó, cũng sống rồi, thành công rồi đó. Anh là may vườn mà anh kêu vậy là anh chứ là, bây giờ mà anh bứng lên hết hả? Giờ chắc cứu để rồi phải chết. À, để là mình che thì được hả hay sao? Giờ che sao? Giờ cưa xuống mà bộ rễ nó thúi dưới không xử bộ rễ thì nó bị lây thôi. À, chú sao không phải bứng lên để xử lý rễ. Nhiều khi nó bị nấm gốc nữa. À, đúng không? Đúng rồi, giống như cái đợt năm trước. Nay là thời tiết khắc nghiệt bị nấm gốc nhiều nè. Ừ, giống như đợt trước bữa anh cũng bị đúng không? Ừ. Ừ. Vậy nó sẽ có hai nguyên nhân. Ừ. Một nguyên có thể là nó bị nấm gốc, hay là nó thể do ảnh xả tàn. Nhưng mà cái đó làm là phải làm liền. Còn nếu mà anh cứ chờ đợi thêm tuần lễ đôi tháng nữa là xong hết luôn á. Ngựa nó đang tụt xuống á. Cây mai đó là chết từ trên xuống, phải từ dưới chết lên. Anh kể từ dưới chết lên. Anh bước cái mai lên là bộ rễ vẫn vàng nghế luôn như củ bì á. À. Nhưng mà ở trên nó chết xuống. Thôi, cưa xong ra vàng. Mai chết từ trên xuống không á, ít khi nào chết từ dưới lên á. Đâu, cái mai thu rễ chết dưới lên. Vậy hả? Mai chậu quá. À. Mai chậu tưới nhiều quá, thu rễ là ở dưới lên. Em thấy mấy cây mai chết từ trên nhánh chết xuống không? Ở dưới chết lên. À. Bắt đầu mình thấy là ở trên chết xuống, không phải cái rễ chết trước, mai thu rễ. À. Còn cái mai đó là ở trên chết xuống. À. Chứ mà dưới lên đâu. Tại một khi anh đã nhổ ra rồi là cái mai đã chết hoàn toàn, anh mới nhổ. Ừ. Thì nhổ hoàn toàn thì nó đã chết tới rễ rồi. À. Anh có nhổ hai cây anh làm rồi. À. Bộ rễ vẫn còn vàng luôn. À. Vẫn còn tươi bình thường. Nhưng mà cưa xuống là bắt đầu nó chết luôn. À. Mà cưa xuống á là cưa á, anh cũng biết mà anh biết á, anh cưa anh tách cái vỏ ra. Ừ. Cái vỏ ra, nếu mà tách vỏ ra mà cái vỏ nó mọng nước á mà nó màu hồng hồng trong cái gỗ á là sống nha. À. Còn tách ra mà cái vỏ nó vẫn chóc da nhưng mà nó màu trắng á, trắng xác luôn á. À. Là khúc đó là nhựa nó tụt tới đó rồi đó. À. Mình tách ra mà cái vỏ đó, tách vỏ ra nhìn cái thân á nó mọng nước mà màu hồng hồng á. Dạ. Là khả năng sống cao. Ừ. Còn nếu mà tách cái vỏ ra mà nó thân nó trắng á. Ừ. Là chết. Ghép mà ghép cũng vậy, ghép mà tách ra mà cái vỏ nó trắng xác á là mình cưa chưa tới á, là ghép vô bò chết à. Ừ. Rồi thôi vậy là anh gì quên à. Nếu mà anh việc ít, anh việc ít, anh không việc ít á, rảnh thì anh cứ bứng lên xử lý phôi đó thì dưỡng lại. Anh Ngọc Quang ha. Ừ. À, anh Ngọc Quang bây giờ anh Ngọc Quang yên tâm rồi chứ sao giờ. Mà theo anh bây giờ nếu mà bứng lên dưỡng lại 2 năm sau giác thì sẽ được. À. Thôi thay thì mình bỏ đi, mình tập cái mới. À. Đúng không? À. Thì phôi giờ cái đó giờ mua Long An nhiêu tiền đâu. Hello. Rồi chào anh Quang nha. Đây cho anh nói chuyện trực tiếp luôn nè. Đó, người cần hỏi nè. Đâu, chào anh Tú. Đúng rồi, đó, biết nhìn cái biết liền đúng không? Anh ít con quà mà nó, mai của em cũng nhiều lắm này tao. Còn quà quá là nhiều mà nó bị nó quăng ngã tay, quăng ngã cho là bay vừa nó nát tầm nó bị. Vậy đâu phải anh thiếu kinh nghiệm.
Cây me năm rồi nó đâu có xả đàn đúng không? Đúng rồi, xả đàn cây me này nó mạnh lắm, không giờ không xả đàn lắm. Làm trồng nhiều hoài lắm chứ. Trồng nhiều mà nguyên dương mà. Ê, nguyên dương con ngảo nguyên dương rộng luôn á. Vô trong đi, vô trong rớt mạng anh. Vô trong wifi đi, rớt mạng đó. Tao bây giờ tốt cho họ tham cái thuốc đó tôi em mua bình lợi luôn đó. Vừa làm xong mà cứu được những cây nó còn lại rồi, cành chết thì bỏ rồi đó. Chứ anh cứ an tâm đi, năm nay mai chết thì nhiều lắm. Mà lý do bây giờ mình cách nào cứu nó không? Những cây nó mai tôi ở đây là không xịt đụng lá nó vẫn chết. Là hôm nay do thời tiết. Do thời tiết. Hôm đó giờ nó không có tình trạng gì đó. Thì tôi trồng mai này 8 năm nay có năm nào bị đâu, mới bị hôm nay nè. Cây mai đang tốt mình mù luôn á, xả tàn ra xong rồi gặp nắng này táp vô là chết nè. Tại giờ tối quá chứ còn sớm kêu Hồng anh quay trên coi thiệt. Hôm nay do thời tiết còn... nhưng mà anh bị vậy nhiều người có bị lần nào bị tình động bị trồng lá chứ bị vậy không, là cấp cứu và kỹ em cứu còn không thì đâu chứ sao bây giờ nữa. Nhưng xịt đụng lá là tỷ lệ có chết, nhưng mà chỉ chết số ít thôi, nhưng mà tỷ lệ chết là vài phần trăm thôi, còn anh chết quá nhiều rồi. Chết dài luôn, chết dài cũng mấy hàng liên tiếp luôn á. Như vậy sao? Mấy năm trước anh có xịt thuốc đụng lá không? Không, năm nay thôi. Đó. Anh xử lý đụng lá, xịt thuốc á là chơi tới xong, anh bán không hết là anh phải xả tàn liền, là cây mai nó mới tỷ lệ sống cao. Rồi. Rồi. Xịt thuốc đụng lá mà anh chơi bông lâu quá là nó mất dựa chết. Với cộng với thời tiết năm nay nữa. Năm sau á anh mua thuốc đó đi. Anh xử lý thử 10 cây đi. Anh chơi bông xong, anh xả tàn liền. Khó chết lắm. Thuốc đó mình lợi luôn á, mình lợi lợi cho bên này luôn, lợi mua đẹp mình lợi á. Ừ. Tại hồi năm rồi, năm trước có mấy vườn mà làm bông xong bán Tết, mà là không kịp. Để tháng 2, tháng 3, tháng 4 mới xả tàn. Nhổ đã luôn. Đúng rồi, chứ đây không xả tàn, để viên luôn. Thì đó. Cái là thời tiết bình thường, anh xịt luôn lá, anh chi bông xong mà anh không xả tàn kịp, nó đóng hạt cũng chết luôn. Hiểu rồi. Nhưng mà năm nay bị hai cái lận, một cái thời tiết, một cái xịt thuốc, đúng không? Thì mai vườn tôi đây nè, anh coi nè, cũng chết thằng Hà nè. Nói chung là tỷ lệ chết không đáng kể, chỉ 1-2% thôi. Tôi cây mai bồn mà đế đẹp mà tàn đẹp mà 8 năm rồi kìa, còn chết kìa. À, đó, bởi vậy năm nay là tình hình chung là ai cũng chết ráo á. Vậy để cho mấy anh em mà mấy anh chồng mai nhiều làm củi mừng. Chuẩn bị chồng mai bán đất. Rồi vậy ha, cứ an tâm đi, không sao đâu, ai cũng vậy đâu á. Rồi chào anh nha. Chào. Dạ. Anh có đứa em ở Tân Châu chết thấy thương luôn. Nói chung là chết nhiều lắm. Vậy thì coi như là anh chỉ còn một cái biện pháp như anh Tú mới nói thôi. Nhổ lên hết xử lý là. Thì anh bữa hai cây là anh làm nay cách này 3 tháng á. Là lúc đó cây mai nó mới bị xuống lá đó. Bắt đầu nó ra nó me á. Là anh xử lý kịp. Là những cái bông đẹp. Còn những cây bông thường thôi để vô chết luôn. Chứ giờ cứu gì nổi. Đúng rồi.
cây nào bông đẹp mà mình lấy giữ lại thôi chứ. Chứ phôi về để rề mà mấy trăm ngàn phôi mà. À. Mình mua phôi mấy trăm ngàn về mình ghép vô mới mạnh hơn là phôi mình cứu. Ở tiền cứu đó còn hơn mấy trăm ngàn nữa. Ừ. Thời gian cứu nữa. Ừ. Thay vì mà quá tràn á. Anh lựa những cây nào mà tàn đẹp vô chậu ghép này nè, bầu ghép này nè, để mình trồng lại còn hơn. Đúng rồi. Khỏe hơn. Phải chờ lựa chọn phương án hợp lý. Ừ, chứ giờ mình cứu nó 2 năm sau chắc sẽ được. Mà thì cứu không lỗ được công nữa, không đúng không, rồi. Nó chết. Đúng rồi. Lỗ được công. Đúng rồi. Thay cho chết luôn đi. Đúng không? Mấy anh em thấy như thế nào mình cho cái comment bình luận đi. Còn giờ trời tối rồi, anh em mình kết thúc ở đây ha. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong clip tiếp theo. Cảm ơn anh Tú rất để nhiều nha. Sau đi mình quay ba chết cho Hồng coi. Ok. Dạ. Chào anh. Rồi.